Xin kính chào quý vị khán giả. Hoài Vy rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Cuối tháng 3 năm 2022, thị trường chứng khoán xôn xao khi ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều 211 Bộ luật hình sự. Đáng chú ý, sau đó cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Quyết. Cũng từ đây, nhiều tình tiết bất ngờ dần được hé lộ. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến ngày 10 tháng 1 năm 2020, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán tập đoàn FLC, liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty. Thực hiện theo chỉ đạo của ông Quyết, bà Huế liên hệ và cùng người thân trong gia đình thành lập 20 công ty. Các bị can còn mượn sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó có 120 tài khoản mở tại công ty cổ phần chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác. Mục đích là để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo, không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa và đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh. Theo Bộ Công an, việc làm của ông Quyết và đồng phạm nhằm tạo ra cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính ban đầu 975 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Ngày 4 tháng 4 năm 2022, bà Trịnh Thị Minh Huế bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường. Một ngày sau khi bà Trịnh Thị Minh Huế bị bắt, thêm một em gái của ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt tạm giam. Nhân vật này được xác định là bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS. Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị tạm giam thời hạn 3 tháng và cũng đứng trước cáo buộc là đồng phạm của ông Trịnh Văn Quyết. Không chỉ có hành vi thao túng thị trường, ông Trịnh Văn Quyết còn cùng hai em gái Thúy Nga Minh Huế và Hương Trần Kiều Dung, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán BOS, Phó Chủ tịch Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Pharos. Cụ thể, tính từ thời điểm bán cổ phiếu đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên ông ta và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác do bị can Quyết nhờ đứng tên. Cơ quan chức năng xác định các bị can đã thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng. Như vậy, hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết đã giúp sức và là đồng phạm với anh trai mình trong cả hai vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng như các thành viên trong gia đình của ông Trịnh Văn Quyết, thông tin về hai em gái của ông Quyết khá ít ỏi. Theo báo cáo quản trị năm 2021 của công ty chứng khoán BOS, mã ART, bà Trịnh Thị Thúy Nga sinh năm 1979, có trình độ thạc sĩ kinh tế, được bổ nhiệm vào ban điều hành chứng khoán BOS từ 30 tháng 9 năm 2018. Từ ngày 18 tháng 6 năm 2019, bà Nga là thành viên Hội đồng Quản trị Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019-2024. Trên danh nghĩa, công ty chứng khoán BOS không phải là công ty con hay công ty liên kết của tập đoàn FLC, nhưng lại có chung rất nhiều lãnh đạo chủ chốt. Ông Trịnh Văn Quyết từng giữ vị trí chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này. Cũng theo báo cáo quản trị của công ty chứng khoán BOS, thì cả bà Trịnh Thị Thúy Nga lẫn bà Trịnh Thị Minh Huế đều không còn sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp. Trong khi ông Trịnh Văn Quyết sở hữu 3.156.000 cổ phiếu ART, chiếm tỷ lệ 3,2%. Trước đó, giai đoạn giữa năm 2018, bà Trịnh Thị Minh Huế sở hữu hơn 2,2 triệu cổ phiếu ART và chiếm tỷ lệ 2,28%. Và đến cuối năm 2019, bà Huế có 1,2 triệu cổ phiếu ROS. Về phần bà Trịnh Thị Thúy Nga, vào giữa năm 2017, em gái ông Trịnh Văn Quyết từng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ART, tuy nhiên không thực hiện thành công. Theo đó, bà Nga là lãnh đạo điều hành doanh nghiệp, song không có cổ phần. Bà Minh Huế và Thúy Nga đều không nắm chức vụ và cổ phần tại FLC. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam, ông Lê Bá Nguyên được bầu vào vị trí ghế nóng của tân chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Lê Bá Nguyên sinh năm 1977, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành y tế. Ông Nguyên từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm ATS,
Ông cũng từng là thành viên hội đồng quản trị tại FLC trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2017 và tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2020. Ông Nguyên là anh ruột của bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ngay sau khi vụ việc của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt gây xôn xao dư luận, giới truyền thông cũng chú ý đến thông tin bà Lê Thị Ngọc Diệp, người vợ kính tiếng của ông Quyết. Thông tin về bà Lê Thị Ngọc Diệp cũng khá thưa thớt trên mặt báo. Bà Lê Thị Ngọc Diệp sinh năm 1979 và từng theo học khóa K39 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bà Ngọc Diệp đang làm việc tại ngân hàng BIDV và được biết đến bà cũng gắn bó với ngành này được hơn 20 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học. Năm 2018, phu nhân của ông Trịnh Văn Quyết từng gây bất ngờ khi bán toàn bộ hơn 22,66 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos. Thời điểm đó, bà Lê Thị Ngọc Diệp được dự đoán sẽ thu về gần 980 tỷ đồng nếu bán thành công số cổ phiếu. Trước đó, bà Diệp là cổ đông lớn thứ ba tại công ty xây dựng FLC Pharos. Bên cạnh đó, bà cũng đang sở hữu 54.050 cổ phiếu ART của công ty cổ phần chứng khoán Atex, tương đương giá trị khoảng 205 tỷ đồng. Theo người đưa tin, năm 2016, bà Lê Thị Ngọc Diệp xếp thứ 7 trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ông Quyết có bằng cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội, cử nhân hành chính Học viện Hành chính Quốc gia, thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Irvine, Mỹ và chứng chỉ đào tạo nghề luật sư Học viện Tư pháp. Ông Quyết khởi nghiệp bằng việc mở văn phòng luật sư SMIC từ số tiền tích góp thời sinh viên. Sau đó thành lập công ty tư vấn đầu tư SMIC, chuyên tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các vấn đề về sở hữu trí tuệ doanh nghiệp vào năm 2008. Hai năm sau, Trịnh Văn Quyết cho sáng lập các công ty thành viên để thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan tại 21 địa điểm. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc thổi giá cổ phiếu với mục đích thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hành vi sai phạm thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết được xác định thực hiện từ đầu tháng 12 năm 2021, kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, phiên mà chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Theo đó, ông Quyết đã vẽ ra một kịch bản khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên một mức cao ngất ngưỡng để lùa gà nhiều nhà đầu tư rồi úp sọt bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ với mục đích hưởng lợi bất chính. Bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên của công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty con sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc làm giá. Những cá nhân này thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá lên cao. Hành vi tạo cung cầu giả của nhóm Trịnh Văn Quyết đã đẩy giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng một cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 liên tục tăng, thậm chí tăng trần nhiều phiên và phiên tăng trần cao nhất là 24.000 đồng một cổ phiếu. Giá cổ phiếu FLC đã được nhóm của bị can Quyết làm ảo thuật, tăng hơn 64%. Sau khi giá cổ phiếu của FLC được thổi lên cao ngất ngưỡng, chủ tịch tập đoàn này đã dùng chiêu úp sọt, chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC nhóm của ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu, với giá trung bình là 22.500 đồng một cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được bán chui, không công bố trước khi thực hiện giao dịch. Tổng số tiền bị can Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Sau sự việc người đứng đầu tập đoàn FLC bán chui cổ phiếu, thị trường chứng khoán chao đảo, nhà đầu tư liên tục bán tháo FLC và các cổ phiếu liên quan đến ông Quyết. Hàng chục mã cổ phiếu khác cũng bị vạ lây. Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định. Ngày 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định. Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái và một lãnh đạo của FLC bị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh Cà Phê Land để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!